Hello, mình là Chi đây. Video ngày hôm nay là một video để mình sửa chữa lại những sai lầm của ngày xưa. Và đó chính là bức tượng này. Như các bạn đã thấy thì bức tượng được tô rất là nhem nhuốc, xấu xí, mặc dù tượng là một cô gái Nhật Bản rất đẹp nhưng mà thôi bỏ đi. Thậm chí màu còn không được tô đều nữa. Thì lý do cho việc này là một phần do bản thân mình và một phần là do chất màu tô. Đối với bản thân mình thì mình đã cố gắng hết sức để nó đẹp rồi nhưng sản phẩm chỉ được đến thế thôi các bạn ạ. Buồn ghê luôn. Còn đối với loại màu chỗ mình tô thì mình xin thề với các bạn rằng màu nó rất chi là lỏng luôn. Trời ơi, nó lỏng đến mức độ bạn cảm tưởng như đang chét nước lọc lên vậy. Và không chỉ thế, nó còn rất khó để bạn có thể pha màu luôn. Mình không thể nào dùng các màu khác để tô ngoại trừ các màu có sẵn ở quán và tất cả chỉ là những màu cơ bản. Chính vì lý do đó nên mình đã quyết tâm phải vui phục cô gái đó để các bạn có thể xem sự khác biệt giữa tô ngoài quán ở chỗ mình và ở nhà sẽ như thế nào. Vậy là đẹp hay không?